Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo với lại các đồng chí, bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Sony có model là CFS-MK2 V5S-MK2. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Và bây giờ mình thực hiện test hoạt động của nó để mình gửi tới một người thượng đế ở tỉnh Bình Phước. Ngài ở địa chỉ đường Lê Quý Đôn, khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Ngài đã chuyển thóc cho mình 500.000 đồng. Ngài bảo ngài tặng mình 50.000 để mua chai Nutella chua uống. Vâng, trân trọng cảm ơn ngài. Và cũng xin thưa với lại các đồng chí, cổ nhân nói rằng gái có công thì chồng không phụ. Mình cũng xin phép được tặng lại ngài một cuốn băng cassette như thế này, đã có nội dung chương trình. Một cuốn băng cassette như này mình cung cấp với một mức thóc là 45.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Bây giờ mình dùng cái cuốn băng mình tặng ngài để mình trần văn test luôn. Cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy tuổi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chính kiến, ba sẽ về bên con, bỏ đi ngày tháng mỏi mòn. Lời đầu năm theo bướm theo hoa, cho con vui để gọi là con. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa ta vui. Ba viết cho con trên quê hương khói lửa dạ mòn, ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười. Lời đầu năm tha thiết bao la, cho con yêu để gọi là con. Nơi núi rừng quả xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đàn đồng với loài hoa hư không. Tua.
Tờ ua tua thì tờ ít tít, có thế thôi. Tờ ua tua thì tờ ít tít. Nhá. Đấy. Ra vào ngọt ngào và êm văn ái nha. Rồi bây giờ chuyển sang test radio nhá. Bạn này thì chương trình chỉ lấy ra ba thí sinh và ba thí sinh đó là có đấy, số điểm cao liền kề. Vâng, và bây giờ là những khoảnh khắc rất hấp dẫn. Chúng ta đã biết đấy, được ba thí sinh được volume to nhỏ đây. Còn các thí sinh còn lại thì như thế nào? Đó, mời tất cả các thí sinh dự thi trong 3 buổi bước ra sân khấu. Dạ, xin mời bạn Nguyễn Thành Trường, chúng ta sẽ cùng đứng về nhóm nha. Giải bông lúa vàng Elimo bố sòng thầu lành giá cây doan sóng ai em đấy anh dự sẽ rời bài chuyển sang em nhá và tác giả tụ bắt chấm mắt chuyển sang em này. Vâng, cảm ơn thầy một nhất của những người một giảm hiệu quả hấp thụ. Và đó là những lưu ý trong việc sử dụng thuốc tây an toàn và đúng cách. Và thưa quý vị, đó là những lưu ý trong việc sử dụng thuốc tây an toàn và đúng cách. Ngay bây giờ thì Phan Yến và Hiền Công mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Sức Khỏe chiều nay. Đang quay video lại có thượng đế gọi Zalo này. Thượng đế này là thượng đế gửi đài cho mình này. À, vấn đề thứ nhất. Nó hát đấy, nó hát nên là phải chạy nhanh. Nha. Chạy nhanh thì còn kịp. Mà chạy chậm là nó phạt vào bản quyền. Tôi trình bày cụ thể luôn. Vô đời nữ thần quân đâu. Thật ra thì mỗi một thể loại âm nhạc nó có một màu sắc và một chất liệu riêng. Thì để mà muốn chơi được những cái từ dân ca cho đến những tác phẩm lớn gọi là được thành công ấy, thì chúng ta phải có sự tìm hiểu thật kỹ về chất liệu. Với những nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống ấy, thì cái chất liệu là cái quan trọng nhất. Vì là mình chơi Bắc Bộ nó phải ra Bắc Bộ, Nam Bộ phải ra Nam Bộ. Nghe thật. Đau như vậy, tình trạng này sau khi sinh xong kèm theo những cái vấn đề mà chăm sóc sau khi sinh, người ta phải ngồi nhiều, ngồi ẵm cho bé bú nhiều, thì cột sống thắt lưng cùng cục nó bị áp lực và nó, lúc đó người ta sẽ thấy triệu chứng đau, ngồi không được, người ta phải đứng dậy. Một số trường hợp chỉ đau vùng đó thôi mà nó. Thôi xin phép dừng clip này để đóng vào thùng xốp để gửi cho thượng đế. Trân trọng cảm ơn các đồng chí, chào thân ái, xin chào.